Vâng, em hướng dẫn bác khách cái cách kết nối gắn thêm Bluetooth cho cái bộ dàn Onkyo FLX7 nhé. Cái bộ dàn này là của bác khách, bác kia đã chốt lấy rồi. Bác này là ở đâu đấy, em lấy cái số 82 em. Em lấy cái số 82 thôi nhỉ? Ở đây rồi. Bác khách này thì là bác khách này là ở Thanh Hóa, và số đuôi điện thoại là 2618 thôi nhé. Bác tên là bác Thực. Thì đây, cách kết nối Bluetooth đơn giản thôi bác. Đây. Đầu tiên nhá, bác sẽ cần có một cái dây điện thoại như này. Cái dây này thì được tặng kèm rồi này. Đấy, mình cắm cái dây vào cái đầu này. Bluetooth nó sẽ có cái đầu như này. Ra cắm dây vào đây. Đấy. Em lưu ý nhá, cái Bluetooth này là Bluetooth ở trong bản thân nó có cái pin. Đấy. Đấy, nên sau một thời gian dùng thì nó sẽ hết pin và bác sẽ phải sạc nhé. Sạc như sạc điện thoại. Này này, có cái dây sạc đi kèm máy đây. Đi kèm Bluetooth đây thì bác cắm cái dây sạc vào đây bác dùng. Thì bác lại sạc nó lên đầy lại dùng. Hoặc là nếu không thì là nhà bác mà có thừa sạc ấy, cứ cắm luôn vào đây. Đấy, lúc nào nó cũng có điện, thế là dùng nhá. Có hai cách để dùng. Đấy, thì sau khi mình cắm một dây đầu 3.5 vào đây rồi này. Đấy, thì là bác cắm cho em hai cái đầu dây đỏ và đỏ trắng và trắng đằng sau cái cổng này này. Đấy, đỏ và đỏ và trắng và trắng. Ok không ạ? Đấy. Khi nói dây loa thì là không phải nói rồi đúng không? Đấy. Sau khi kết nối xong này thì mình tiếp tục ấn mở nguồn lên. Lưu ý cái này điện 100V, phải đúng điện 100V nhé, không được dùng xa điện nhé. Các bác ấn input chuyển nó sang đường line cho em này. Ấn input rồi chuyển sang đường line nhé. Sau khi chuyển sang đường line xong đấy, thì mình bật nguồn lên bằng cách như sau, ấn vào giữ nút này. Power on đấy, bác nghe thấy không? Power off. Đấy nhá, để ấn để mở nguồn cho cái để mở cái Bluetooth này này, ấn vào giữ nút này này, nút ở giữa nhá. Nút giữa này nhá. Ấn vào giữ khoảng 2 đến 3 giây. Power on. Đấy, thì nó sẽ báo là power on đúng không? Đấy, thì nó hiện cái đèn nhấp nháy đây. Đấy. Thì lúc này mình sẽ bắt Bluetooth vào đây. Thì thao tác bắt Bluetooth như sau. Mình mở điện thoại Bluetooth mình lên. Đấy, thì trong cái danh sách Bluetooth nó sẽ hiện lên cái chữ là Bluetooth Music. Đấy, anh nhìn thấy không? Ở trên này là danh sách đã kết nối nhá, ở dưới này là danh sách các thiết bị hiện có đây, các bạn nhìn này, các thiết bị hiện có khác nhá. Các thiết bị đã ghép đôi nó khác nhá, thì phải tìm ở phần các thiết bị hiện có. Đấy là trên Samsung của em là như thế, còn trên cái iPhone này, trên cái gì đấy thì em không rõ là nó sẽ là cái gì. Nhưng nhìn chung nó sẽ có một, anh sẽ tìm được một cái Bluetooth nó tên là Bluetooth Music như thế này. Thì anh ấn vào đây. Đấy. Ghép đôi với Bluetooth Music không thì ấn OK. Connected. Đấy, nó báo connected, các bác thấy không? Đấy, rất thông minh đúng không? Đấy, thì là bây giờ mình bật nhạc từ trên YouTube này là được thôi nhé. Đây là phần âm nhạc. À, sau đó kích vào một bài hát yêu thích của mình để mình nghe thôi. Lưu ý nha, khi mà mới lần đầu kết nối là nó sẽ là chỉ một nửa âm lượng thôi. Nên bác sẽ phải cho hết âm lượng của điện thoại lên nhé, hoặc là gần hết, nó có thể lùi về một nấc cũng được chẳng hạn. À, thế là được rồi. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn phải của anh đấy nhá, 61896 này và 8481 này, series của máy nhá, đúng chưa? Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi xa nhau. Cái bạn này bạn ấy tự ghi, có thể chấp nhận giảm hơi kém. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau.
chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ đấy nhá. Thì cái kết nối Bluetooth đơn giản vậy thôi, nó không có gì phức tạp cả. Đấy, thì bác về bác làm đúng theo hướng dẫn là sẽ kết nối Bluetooth với điện thoại nhé. Đấy, còn đường qua đường điện thoại, đường TV thì ấn input chuyển sang đường đi cầu nhé. Đấy. Cái này thì là trên kia hướng dẫn rồi, ok nhá. Đấy. Muốn Bluetooth này ấn và giữ này, ấn và giữ một khoảng tầm 5 giây. Đấy, nó sẽ nháy đèn một lần sau nó tắt luôn, không bật nó không có đèn nữa thì là được nhé. Ok, cái Bluetooth này thì em sẽ cho vào trong cái dây điện thoại luôn nhé. Ok nhá, thì là đấy, thì cách kết nối Bluetooth như vậy nhá. Thì là em xin kết thúc video ở đây. Còn các bác khác đang chờ đợi để được nên giảm cho các bác ở đây, ngoài được các bác nữa đây đấy. Thì em dừng video ở đây nhá. Đấy, Bluetooth cho vào đây nhá. Và xin chào anh nhá.